Hay là con bé lọt vào tay một tên tù nào đó, bị chúng bắt cóc, dẫn đi làm con tin rồi thì sao? Helen! Helen mất tích, báo động toàn đảo, tìm mặt đường nó về đây. Dạ, đi tụi bay. Helen! Bên kia, đây! Báo cáo ngài, chúng tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô ấy ở đâu hết. Thưa ngài, có nhâm tù này lại vượt ngục à? Con gái Tomatic. Em đi đâu vậy? Em đi xuống biển. Có thể nó tự giận, hoặc là ăn hùng nào đó muốn kéo nó đi. Mọi người đi theo đi. Sóng tan vào dòng sông, sóng tan vào biển rộng, gió trời xanh rung động, lưu luyến hoài trương hương. Bởi luận đời linh hiểm, chẳng có chi lẽ phùng, ai mà không lưu luyến, chỉ mình em đơn thân. Bữa nay em nấu mấy món đặc sản của quê hương em đó. Ừ. Anh ăn thử coi, có lạ miệng không? Được. Anh dùng thử đi. Ừ. Rất lạ miệng. Vậy hả? Bà xã của anh cực kỳ giỏi. Em ăn đi. Đúng là vô dạng. Em, em ngồi đi. Em có thai đúng không? Cô hãy uống thuốc này. Theo sự hướng dẫn của tôi đã ghi sẵn ở trong này thì tình trạng nôn mửa sẽ hết thôi. Thôi cô nằm nghỉ nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Em nằm nghỉ đi nha. Tình trạng như thế nào bác sĩ? Cô ấy chỉ bị ngộ độc thức ăn chứ không có gì hết. Tôi đã nói rồi, cô ấy không thể có con được. Ngộ độc thức ăn? Tại sao tôi ăn chung với cô ta, tôi không hề biết, mà cô ta lại bị ngộ độc thức ăn? Đó là do đặc điểm cơ địa của từng người mà thôi. Nếu cô ấy có thai thì sao? Thì tôi sẽ đi bằng đầu dưới đất. Đó là lời của ông nhớ đó. Cảm ơn ông. Chào ông. Khám ba, qua sở chỉ tồn, đi mò san hô. Số còn lại, dọn vệ sinh. Rõ chưa? Đi làm đi. Tụi nó lại chuyển đổi cách thức hình ảnh chúng ta. Đi mò san hô rất cực, nhưng được cái hít thở không khí biển.
Em nghe nói công việc đó khá nặng nhọc, phải chầm mình xuống biển cả tiếng đồng hồ thì đó là không đơn giản được. Nhưng mà ra ngoài biển rồi thì chúng sẽ không theo sát ta như ở khu đập đá nữa. Chúng ta sẽ tự do hơn. Nhưng chỉ cần chúng ta hoàn thành chỉ tiêu là được. Dạ, em hiểu. Giám thị Vida đã đến. Chúa đạo Russo muốn gặp tù nhân Xuân Bách. Chuyện gì đang xảy ra? Đi đi, gọi hắn lại đây. Kêu Ma Tà Năm đưa tên Xuân Bách tới dinh chúa đạo. Dạ. Ma Tà Năm đâu? Đưa Xuân Bách đến gặp chúa đạo. Tù nhân Xuân Bách đi theo tôi. Không biết chúng định giở trò gì với anh Bách đây. Đành chờ coi sao. Bây giờ đã tới ngày bắt đầu tới. Được rồi, đưa nó về dinh chúa đạo đi. Chuyện gì đang xảy ra? Dạ thưa ngài, đây là tù nhân Xuân Bách. Để tôi nói chuyện với anh. Dạ. Ngồi đi. Mời. Cảm ơn ông. Tôi hơi tò mò về người tù nhân có biệt tài chữa bệnh như anh. Ông muốn tôi chữa bệnh cho ai hay sao? Phải. Tôi mong anh khám bệnh cho con gái tôi. Nó bị bệnh liệt chân, không đi lại được. Con gái ông bị liệt bẩm sinh hay mới bị? Cách đây một năm, Helen bị trúng gió độc nên ốm rất nặng. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, nó bỗng sinh chứng bại liệt, đi lại phải nhờ xe lăn. Tôi đã chữa thuốc tây ở rất nhiều đốc tờ nhưng không khỏi. Bệnh tình khiến con bé ngày càng trở nên trầm cảm, có nguy cơ dẫn tới nhiều bệnh khác. Tôi muốn anh thăm bệnh cho nó xem sao. Bệnh không phải do bẩm sinh thì có thể chữa được. Sau khi thăm bệnh, tôi sẽ xác định chính xác tình trạng bệnh tình của cô ấy cho ông. Mời anh theo tôi. Chào bà. Đây là tù nhân Xuân Bách, sẽ chữa bệnh cho con. Tôi xin phép được thăm bệnh cho cô. Chân của cô hoàn toàn không cử động được à? Dạ. Cô có cảm giác đau hay vấn đề gì không? Không đau. Cậu thấy sao? Liệu có hy vọng gì không? Bệnh tình đã hơn một năm nên cũng khó đó. Mong cậu hãy tận tình cứu chữa cho con gái tôi. Với bệnh này tôi cần phải có thời gian để tìm một số cây thuốc trị bệnh và một số dụng cụ y thuật nữa. Được, tất cả yêu cầu của cậu đều được đáp ứng tối đa. Sẽ mất một thời gian khá dài đó.
Chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, thời gian bao lâu cũng được. Không những vậy, cậu còn được hưởng chế độ ân xá đặc biệt. Tôi cần cả sự kiên trì của cô nữa. Ba mẹ nhọc công làm gì? Ông trời đã bắt dậy rồi, chẳng có ai chữa được đâu. Kìa con, cháu nó cứ bướng bỉnh vậy đó, tôi sẽ khuyên nó. Bây giờ có bắt đầu luôn được không? Được. Dạ thưa ngài. Chuyện gì? Nói đi. Dạ thưa ngài, không chỉ nhờ á Xuân Bách chữa bệnh cho con gái rượu của chú Đảo, mà chú Đảo còn cho nó một căn phòng ở bên cạnh Vinh luôn. Bây giờ không biết nó ở phòng hay là lên rừng hái thuốc nữa. Ừ. Helen mà khỏi bệnh thì có khi Russo cho hắn trăng ánh. Không chữa được, mọi hậu quả ra sao cũng không biết được. Cũng hay. Tôi nghĩ hắn á không làm được chuyện như vậy đâu. Rất có thể hắn chưa tìm được ra cách thức, nhưng vẫn nhận lời chữa bệnh để được ra bên ngoài và toan tính một âm mưu khác. Giờ này á, hắn được ra ngoài tự do tự tại rồi, không ai quản thúc hắn. Cũng như ngài nói á, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Mày phải kêu một số lính để mắt tới thằng Bách. Mọi động thái dù là nhỏ nhất cũng phải báo cáo cho tao. Dạ, dạ thưa ngài, em đi ngay ạ. Mệt thấy bồ đi. Chung quanh này bốn bề là biển, tụi nó thoát sao mà được. Nhưng mà đây là mệnh lệnh của quan đốc, chúng ta phải thực thi. Cậu có thể yên tâm sắc thuốc, vừa kín gió lại không lo củi lửa cháy lan. Dạ cảm ơn bác, cháu cũng đang định ra lấy nước và củi để đem ra đây sắc thuốc đó ạ. Đợi tôi một chút. Dạ. Cứ dùng đi, lúc nào hết nói cho tôi sẽ kiếm cho. Dạ. Nếu như có gì không biết, cháu nhờ bác chỉ dẫn cháu. Chắc là bác vào đây cũng đã lâu rồi ạ. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cho cậu. Dạ cảm ơn bác.
Ba cho cô ấy uống thuốc đi. Mời cậu ngồi. Dạ. Uống thuốc đi con. Con không uống đâu. Ráng đi mà, không uống sao khỏi bệnh được. Uống rồi chắc gì đã khỏi. Không có thuốc nào chữa trị được đâu. Con biết mà, cả đời con sẽ gắn liền với chiếc xe lăn này nè. Con không cần ai thương xót hết đó, không cần ai chữa trị hết đó. Để con yên đi. Helen, con thương mẹ sao? Helen. Helen, cô nhìn đi. Nhìn đi. Để có được cái chén thuốc kia, tôi đã phải trả giá như thế này nè. Tôi đã phải thức bao nhiêu đêm, rồi lặn lội vào rừng để hái thuốc, rồi sắc nhỏ, phơi khô, rồi sắc để lấy chén thuốc này cho cô. Việc gì tôi phải làm như vậy? Vì quy luật của cha cô à? Cô lầm rồi. Vì chính cô đó. Tôi thì liên quan gì anh? Tại sao lại vì tôi chứ? Chúng tôi bị tù tội, bị kìm kẹp trong gông xiềng, nên chúng tôi hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống. Và chúng tôi không ngừng cố gắng để sống tốt. Còn cô, nào có ai kìm kẹp mà cô phải chịu căn bệnh không đáng có này. Cô không có tội mà phải chịu tội một cách rất là oan uổng. Tôi không đành lòng để nhìn như vậy. Cô có hiểu không? Không, tôi không hiểu gì hết á. Helen nhìn thấy một bông hoa đẹp kỳ lạ, nhưng chưa kịp tỏa hương sắc đã sớm bị tàn lụi. Cô có thấy xót xa không? Được, nếu như cô không thấy xót xa thì tôi không còn gì để nói nữa. Cậu Bách. Nè, mẹ gọi anh ta lại giùm con đi. À, cậu Bách, nó đã uống thuốc rồi. Cảm ơn cậu, nó mời cậu quay trở lại. Tôi xin lỗi. Anh hãy chữa cho tôi khỏi bệnh. Bây giờ thì tôi sẽ châm cứu để kích thích các huyệt đạo của cô. Bà đưa cô lên giường đi. Anh định làm gì tôi vậy? Trước tiên tôi sẽ tác động đến các huyệt đạo vùng mặt và đầu của cô trước. Sau đó tới các huyệt đạo bên vùng liệt gốc chi. Tôi không muốn bị đau đâu, cũng không muốn nhìn thấy máu nữa. Tôi sẽ làm theo ý muốn của cô. Căn bệnh của cô ví như là một thân cây to lớn, bị gió thổi bật gốc ngã lăn ra đất. Công việc cần làm bây giờ là phải dựng cho thân cây đứng lên, giữ thăng bằng và chống chọi lại trong suốt thời gian bón lại gốc rễ. Vì thế mà nó cần sự kiên trì của con. Ráng lên con. Đúng vậy. Việc uống thuốc kết hợp với việc châm cứu các huyệt sẽ làm phục hồi nguyên khí, giống như là phục hồi bộ rễ vậy. Rồi cô sẽ sớm thấy hiệu quả thôi. Nào, giờ cô hãy nhắm mắt lại. Lát nữa tôi sẽ châm bổ các huyệt toàn thân như túc tam lý, phế du, tỳ du. Huyệt tỳ du ở phía sau lưng,
còn quyệt túc tâm lý ở phía dưới đầu gối. Cho nên à, cậu cứ tiếp tục làm việc của cậu đi. Cô thấy thế nào rồi? Có cảm giác gì không? Tôi đã vượt qua được cảm giác sợ hãi. Những lúc tôi không có ở đây, bà nghi những thứ này ra, bọc vào một miếng vải mỏng, giúp cô ấy thấm nhẹ vào vùng cần phải xoa bóp. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô tự xoa bóp và ấn các huyệt đạo. Việc này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc thúc đẩy nhanh quá trình điều trị. Còn Thảo vẫn chưa về hả bà? Chưa. Tôi đang sốt ruột muốn chết đây nè. Tôi nghe người ta nói bữa nay học sinh sinh viên xuống đường biểu tình đông lắm. Có đứa bị cảnh sát bắn chết, có đứa bị ném đá dở đầu mẻ tráng, có đứa bị đánh trọng thương. Mà con Thảo nhà mình á, thì làm gì có chuyện nó không tham gia. Thôi, bà cứ ở nhà, để tôi đi kiếm nó. Nè. Nhưng mà giờ ông biết nó ở đâu mà tìm. Lúc này ở ngoài đường phố á, đang náo loạn lên. Thôi ông ở nhà cho tôi nhờ. Nhưng mà ngồi yên một chỗ không có được. Hết thằng anh, lại tới con em. Không để cho ba má an tâm một chút nào hết. Ông. Vậy thì khóa cửa, tôi đi với ông. Dạo này sắc mặt của con tươi nhuận hơn, mẹ mừng lắm. Mẹ giúp con. Cái đó nữa. Mẹ, hình như ai kìa, mở cửa đi. Ai cũng phải gõ cửa mà. Mẹ mở cửa đi. À, thì ra là cậu. Chào bà. Thuốc được rồi đây. Nè, con uống đi. Xem ra người bệnh không biết sốt ruột thì phải. Anh sao vậy? Cô thử cử động ngón chân cái đi. Anh đánh đố tôi hả? Hít thở thật đều, tập trung nha. Tôi nói rồi mà, nó chỉ là một khối thịt bất động thôi à. Tôi sẽ làm cho nó hết bất động. Cô phải tin điều đó. Đây là số tiền mình bán san hô đợt vừa rồi đó anh. Cứ đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ giàu to. Có đáng gì mấy đồng bạc lẻ đó. Em phải có tầm nhìn xa trông rộng. Em thì chỉ biết phục vụ anh, anh lại đi phục vụ chúa đảo. Làm ăn ngoài mà được chừng này, biết bao nhiêu người mơ cũng chẳng được rồi. Vậy mà anh còn ngồi ở đó trông ngóng ở đâu không à. Ước mơ mà hà tình như vậy thì sống để làm cái gì? Anh nói thử xem, làm gì ra nữa? Thần tù bóc lột chúng đến vậy là cùng. Đã bao giờ em nghĩ tới chuyện mà chúng ta bắt tay với bọn chủ tọa chở thực phẩm và hàng hóa ra đảo cho tù nhân hay chưa? Á? À? Ờ ha. Có như vậy mà em cũng không nghĩ ra nữa. Để coi, mỗi chuyến cũng phải lời gấp rưỡi chừng này chứ ít gì. Phải hơn chứ em.
Nhưng mà còn tên chúa đảo, rồi thêm giám thị trưởng nữa, biết bao nhiêu là tai mắt khác. Không lẽ người ta chê tiền sao? Nè, em coi thường anh quá vậy. À, em không dám, anh nói quá rồi. Nè, chỉ cho em thử xem cụ thể ra sao. Sao nè, nói cho em nghe thử đi. Vì vậy anh mới cần tới tài ngoại giao này. Với nhan sắc như thế nào? Như vậy thì cái đám tù nhân chắc gì đã còn da để bọc xương. Kiếp tù đài này còn rất là nhiều cách để móc ngoặt bòn rút để hái ra tiền. Anh sẽ là người đưa ra ý tưởng, còn em sẽ là người thực hiện. Dạ, em xin tuân lệnh. Nè nè nè, anh định làm cái gì vậy? Hả? Bỏ đi, anh nhiều như thế này em sẽ bị ngộ độc, hiểu không, chưa? Đưa đây cho em. Em thích ăn lắm. Hình như là em nghĩ mình đã có bầu rồi hay sao á. Dạo này trong người em khác lắm. Thằng khác. Vậy thì nhất định có thằng phải đi đầu xuống đất. Mỗi gói thuốc đều được ghi công dụng chữa bệnh ở đằng sau. Khi nào đi làm thì mọi người nhớ chia cho các anh em ở các khám khác nữa. Em lớn yên tâm, thuốc sẽ đến tận tay bệnh nhân. Nè, nhờ em á mà một số tù nhân khác khỏi chết. Mấy anh em bên tù khám 10 gửi lời cảm ơn em đó. Bách á, là một nhân tài đó. Anh Bách muốn năm. Thôi, ý chết. Tại sao anh em lại nói như vậy? Giúp đỡ được anh em, tôi cũng rất vui. Rất may là tôi được chúa đảo trọng dụng, nên không bị quản thúc, nên mới có thời gian để bào chế thuốc cho anh em. Nhưng một mình tôi làm thì đúng là không xuể, vì tôi chỉ có cách tranh thủ vào những lúc rảnh rỗi thôi. Anh Bách, phải chi em và mấy anh em ở đây được ra ngoài phụ làm việc cùng với anh thì tốt biết mấy. Thôi, cái chuyện đó còn khó hơn là đếm sao giữa ban ngày nữa đó. Thôi, em lớn ráng tận dụng thời gian này nha. À, đúng rồi. Vậy mà sao anh không nghĩ ra sớm hơn vậy? Gì vậy anh? Nè, tù nhân Sơn Bách. Có tôi. Có lệnh gọi của sếp anh. Đi. Cô ấy đã có thai rồi. Thiệt vậy sao? Cảm ơn anh nha. Anh cho cô ấy uống thuốc dự thai và trực tiếp theo dõi. Tôi giao việc này cho anh. Nếu cái thai hoặc cô ấy có bị mệnh hệ gì thì cái mạng của anh ra sao anh biết rồi đó. Thưa ngài, lương thực vừa ra đến đảo đang được bốc xếp lên xà lan để đưa về. Một bé trở về kho của đảo, còn lại chuyển hết về kho ở Cam Bay. Dạ thưa ngài. Cậu canh giữ các thủ kho, thực hiện nghiêm ngặt việc cấp phát cho các công chức, tránh mọi thất thoát. Dạ rõ. Mọi quy chế phải thực hiện nghiêm ngặt. Với các tù nhân cứng đầu phải nghiêm trị tới nơi chơi trốn để họ không gây loạn. Dạ, tôi sẽ truyền đạt đúng ý ngài ạ. Anh có thể đi được rồi. Nhưng thưa ngài, có ngài giám thị trưởng Vidan và sếp trưởng banh một BQ muốn gặp ngài. Cho họ vào. Thưa ngài, tôi phản đối việc thành lập tổ bào chế thuốc Nam. Thưa ngài, ngài nên xem xét kỹ lưỡng về việc này. Lý do gì hai ông nói đi.
đã có nhà thương chăm sóc chữa bệnh, không cần thiết phải mở thêm phòng nào nữa. Hơn nữa, làm như vậy chẳng khác nào phóng thích cho một số tù nhân nhẫn ra bên ngoài. Còn gì là kỷ cương nữa? Ta nhận xét dựa trên lợi ích thu được. Tổ bào chế được thành lập đã giúp ích rất nhiều cho nhà thương trong việc chữa bệnh. Thưa ngài, nhất định không thể thành lập được. Tôi đã quyết định tài được. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc hai ông về chế độ cho tù nhân. Tại sao là có rất nhiều tù nhân đổ bệnh tới chết, thể lực suy kiệt tới mức thảm hại? Những gì xảy ra ở đảo này, đừng tưởng tôi không hay biết gì. Ngài nói gì vậy? Chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm túc chế độ với tù nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cũng không thể nào lương nhẹ để làm ngừng. Tôi rất muốn tin lời các ông. Còn chuyện thành lập tổ bào chế, các ông có ý kiến gì nữa không? Vì lợi ích toàn thể viên chức, các ông chúng tôi không có ý kiến gì cả. Thưa ngài, có một điều tôi muốn lưu ý với ngài. Ông nói đi. Tên Xuân Bách có biệt tài vượt ngục. Hắn đã từng tổ chức vượt ngục cho cả chục tên tù khác dưới thời chúa đạo Tisse. Nó là một tên cộng sản rồi, hết sức nguy hiểm. Chính nó đã lật đổ chế độ cạp ràng, đòi nền dân chủ cho khám tù của đợt vừa rồi. Nếu không có chế tài đặc biệt dành cho hắn, thì nhất định sau này có nhiều tai họa khó lường xảy ra. Cho căn phòng cẩn mật hơn, cứ người theo sát họ. Tuy nhiên, không được có bất cứ một hành động gì cản trở tới công việc của tổ bào chế. Vâng, thưa ngài. Rừng Côn Đảo thuộc hệ thống rừng nhiệt đới hải đảo nên khá phong phú về các loại cây thuốc. Lần trước tôi đã có dịp đi khảo sát, theo sơ bộ thì có thể chia thành các họ: họ Châu, cỏ roi ngựa, họ Tử Di, nước xanh, nấm trắng, mộc nhĩ và nấm linh chi. Ngoài ra thì còn có trinh nữ nè, dẹt dù, tràm gió, hà thú ô. Trước đây tôi có làm bên sở gỗ nên cũng có nhiều dịp qua đây. Trong các cây kể trên, cây tràm gió có tinh dầu dùng để xoa bóp rất tốt, vừa phối hợp với các loại thuốc khác dùng để chữa bệnh thấp khớp và đau nhức xương, lấy nước dùng để rửa vết thương cho anh em. Mọi người có thể thấy, khi đứng gần cây tràm gió, không khí dường như trong lành, tinh khôi và đậm mùi hương thơm. Cây thuốc quý có rất nhiều, nhưng ngoài ra có vô vàn cây thuốc độc nên chúng ta phải lưu ý, nếu lấy lầm thì hậu quả sẽ xảy ra khôn lường đó. Ví dụ như nấm linh chi, chúng ta có thể lầm với một số loại nấm độc khác. Mọi người chú ý, nấm độc thường có màu sắc sặc sỡ, mùi vị thối, đắng và không nên lấy. Hôm nay chúng ta tập trung đi cùng nhau để quen thuộc địa hình và nhận biết một số cây thuốc. Từ ngày mai chúng ta sẽ chia nhỏ, người lên rừng để hái thuốc, người ở nhà để bào chế thuốc. Như vậy hiệu quả công việc sẽ cao hơn đó. Em lớn tính vậy là hợp lý đó. Việc chúng ta được đưa ra đây, chắc hẳn sẽ có một số người không đồng tình. Đi đâu như vậy, gây sự chú ý sẽ không hay được. Chắc chắn đang có người theo dõi chúng ta. Để coi bọn nó lại. Có hai tên lính đang bám theo chúng ta. Mặc kệ nó, để coi lần này tụi nó theo mình được bao lâu. Cái tụi này á chỉ được cái hăng hái ban đầu thôi, sau đó là nản chí, về báo cáo tầm bậy tầm bạ trơn. Uống miếng nước đi. Hồi trước á, có lúc chúng phạt tù nhân ốm yếu không đi làm, phạt không cho uống nước luôn. Tụi tôi khi đi rừng á, gặp suối phải trầm mình ướt hết quần áo, khi về khám là cởi ra dắt lấy nước cho anh em ốm yếu uống. Sau này chúng nó phát hiện ra, bắt anh em nằm phơi nắng đến khi khô quần áo mới cho vào, nên anh em là phải tính một cách khác. Đúng vậy, trong cái khó lại ló cái khôn.
Xem chừng tù cộng sản các anh cũng lắm thủ thuật để che mắt kẻ thù. Nếu không vậy thì không sống được tới ngày hôm nay đâu anh ạ. À, có ai kêu cứu gì kìa? Hình như em nghe tiếng la dưới kia. Có người bị đám cắn. Ơi đi, có ai không? Giúp tôi với. Ở người ta, ở người ta có người bị đám cắn, giúp tôi với. À, đặc biệt anh đừng giận đồng, nếu không giận đồng phát tán nhanh hơn đó. Bây giờ sao chú? Giúp cho em sợi dây. Mọi người tiếp tục hái lá thuốc đi, tôi phải về trước. Từ từ thôi. May quá, mấy ngày nay ngày nào cũng nắng to hết, chẳng may chốc mình lại có thêm mấy mẹ thuốc mới. Ngày trước có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm công việc này. Anh không thích công việc này sao? Có chứ, làm việc cứu người sao lại không thích. Cộng hết số thuốc này với tất cả số thuốc đã chuyển đi, chúng ta còn chẳng 100. Lát chúng ta sẽ chuyển tiếp số thuốc này sang bên nhà thương. Số thuốc nam này coi như tạm đủ cho đợt đầu tiên, nhưng đây không phải là những loại thuốc chữa được bách bệnh, mà chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm thêm nhiều loại thuốc khác nữa. À, đời sống nhà tù khổ cực, cho nên anh em mắc rất nhiều bệnh như kiết lỵ nè, thương hàn nè, sốt rét. Anh ơi, còn thêm mấy bệnh gì bao tử nữa, tiểu gắt, nguy hiểm lắm. Một số bệnh kể trên, anh đã ghi vào cuốn sổ này và đưa ra phương pháp điều trị. Anh em đọc, nghiên cứu và bổ sung vào cho thêm phong phú. À, với bệnh bao tử á, thì còn có thể tận dụng cơm cháy để chữa trị. Còn sốt rét với thương hàn á, thì có thể dùng chuối hột nè, rồi là cắm gạo nữa. Anh nói từ từ đếm đi. Bệnh sốt rét, ngoài hồ tiêu, hành tỏi như lời em Bách liệt kê á, thì còn có thể chữa bằng cây ngải trực. Xem ra bệnh tiểu đường, đáy chắc thì hữu hiệu nhất chỉ là cây cỏ tranh thôi. Cây này em biết nè, một quen rất là nhiều. Hôm qua em hái được một số khá khá, đang phơi ngoài kia kìa. Ủa vậy hả? Dạ. À, anh em nè, em đã đề xuất xin một góc vườn. Chúng ta có thể trồng ngay một số cây thuốc nam. Ví dụ như chúng ta có thể trồng cây ngải cứu, cây kinh giới và cây rau răm, rau cải. Đây cũng là một số loại thuốc chữa được các bệnh và cũng cải thiện được đời sống cho chúng ta. Vậy à? Anh, còn hạt giống mình lấy đâu ra? Việc đó không cần lo. Vợ chú Ma Tà Năm mở cửa hàng bán tạp hóa, nơi có móc nối với một tư thương buôn bán hàng ra đảo. Chị ta sẽ giúp mình làm việc đó. Coi như bước đầu anh em mình gặp nhiều thuận lợi rồi đó. Thôi, bây giờ anh em mang số thuốc vừa gói qua nhà thương trước đi. Em phải qua đưa thuốc cho con gái chú Đảo bây giờ. Chào mọi người. Chào Đốc Tờ Mão. À, số thuốc này chắc là đem qua nhà thương hết hả? Vâng ạ. Cậu Bách nè, nếu như Đông Tây được phối hợp sẽ chữa được rất nhiều bệnh nan y. Cậu kết hợp với tôi nha. Vậy thì tốt quá, nếu như ông muốn. Vậy là cậu hứa với tôi rồi đó nha. Nhưng bây giờ tôi phải mang thuốc sang cho con gái chú Đảo. Trước hết ông cứ về nhà thương để xem các anh em trong tổ bào chế thuốc có gì giúp đỡ họ nha. Còn việc đó ta sẽ bàn sau. Vậy tôi về trước. Chào cậu. Anh bắt thuốc này. Bác uống đi ạ. Cảm ơn cậu. Tôi tưởng là mình chết mười mươi rồi đó. Mai mà nhờ có cậu. Bác ráng uống mấy thang thuốc mà cháu đã kê. Chỉ vài ngày thôi thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. À, dạ, cảm ơn cậu. Men ở đây coi cho bệnh nhân uống thuốc nha. Để em xuống bếp em sắp thuốc thêm. Ừ. Em đi đi.
một mình coi hết được không đó? Được chứ anh. Bình thường, một tay em có thể tung hứng được mấy chiếc vòng may trong một lúc đó. Thôi, lên coi có phụ giúp anh em được gì không? Để anh coi cho một chút. Ừ, nếu vậy anh ở đây coi nha. Hai ấm này em mới bắt lên, ấm kia em đã đun được một giờ rồi. Anh Bách ơi, anh Bách ơi, cấp cứu anh Bách ơi. Máu chảy nhiều quá, không cầm được là chết chắc. Có chuyện gì vậy? Thuốc cầm máu đã hết cả tuần nay rồi. Dạ, để tôi đi kiểm tra coi còn sót cục nào không. Dạ, con chạy ra sau giường, lấy cho anh cây một đọt chuối hụt. Dạ. Nè em đưa anh, đưa đây.